Xin chào các bạn, thì Canada được mệnh danh là đất nước đáng sống nhất trên thế giới. Nó có diện tích lớn thứ hai chỉ sau Liên bang Nga. Ngoài nền văn hóa đa sắc tộc, kiến trúc nguy nga, tráng lệ, lối sống cao, thì Canada còn được chú ý bởi nền giáo dục tiên tiến và thiết thực. Vì vậy, đất nước lá phong đỏ này đã và đang thu hút được rất nhiều du học sinh trên khắp thế giới đến học tập. Đến với chương trình Tư vấn Du học Canada hôm nay, thì Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn trường College of the Rocky và nằm ở Kootenay Rocky Mountain của Đông Nam. Trường mang đến cho bạn lối sống và cơ hội học tập để phù hợp với khung cảnh tuyệt vời, khuôn viên của trường và khuôn viên ở Gold Campus là ở Round Rock. Trường cũng có cơ sở tại các khu vực như là Reston, Golden, cung cấp chương trình độc đáo và đa dạng các khóa học, quy mô lớp học nhỏ, hướng dẫn cá nhân, cập nhật hàng ngày, dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời và chuyên nghiệp. Giáo viên thân thiện sẽ giúp cho các sinh viên thành công. Trường là nơi tốt nhất để sống và học tập. Và về chương trình đào tạo, thì trường có đào tạo tiếng Anh. Trường còn đào tạo đại học, cử nhân, quản trị kinh doanh và hướng nghiệp, chương trình kỹ thuật. Chương trình bao gồm nghiên cứu đại học, nghệ thuật, khoa học, quản trị, giáo dục hỗ trợ người lao động, cử nhân khoa học, điều dưỡng, quản trị kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật máy tính, nghiên cứu toàn cầu và các chương trình du lịch. Và về dạy nghề và chương trình dạy nghề, thì chương trình bao gồm nghiên cứu gia đình, giáo dục mầm non, dịch vụ nhân lực, lao động, giáo dục trợ lý chăm sóc y tế, điều dưỡng và các chương trình quản trị văn phòng. Còn về chương trình giao dịch, thì chương trình bao gồm đào tạo nghề, dịch vụ kỹ thuật ô tô, cơ khí chế tạo công nghiệp, thợ lắp ống dẫn, ống lọc dầu, khung gỗ và hàng. Đó là một vài thông tin cơ bản về trường và bạn có thể truy cập website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com để tìm hiểu chi tiết hơn về yêu cầu đầu vào và học phí của trường. Và khi làm hồ sơ du học Canada, tính trung thực trong hồ sơ là điều quan trọng. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên khai đầy đủ và chính xác những thông tin cần cung cấp. Những hồ sơ bị phát hiện giấy tờ bằng cấp giả mạo, không đúng với thực tế và giấu giếm sẽ bị loại trong quá trình xét visa. Và để được hướng dẫn tìm trường phù hợp cũng như là xin visa du học Canada thì bạn có thể gọi đến số 083-848-4879 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xuân Phương và Bảo Trâm xin chào các bạn. Du học là một sự đầu tư cho tương lai của bản thân học sinh. Chính vì vậy, ngoài việc chọn lựa ngành học cũng như là trường học thì học sinh luôn quan tâm đến vấn đề cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cũng như là tìm kiếm về cơ hội định cư. Và với chính sách mở cửa như hiện nay thì Canada tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các du học sinh quốc tế chọn đất nước lá phong đỏ này làm điểm đến du học. Và song song với việc này thì việc xét hồ sơ xin thị thực nhập cảnh và cấp visa đã có tiến trình nhanh hơn để đảm bảo đúng thời hạn nhập học của các bạn học sinh. Tuy nhiên, về phía phòng di trú ở Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam, họ vẫn có những tiêu chí để lựa chọn học sinh thực sự có trình độ học tập cao và khả năng tài chính vững mạnh để đảm bảo có được một kết quả hoàn hảo. Nhưng bên cạnh những hồ sơ họ đủ điều kiện để du học Canada thì vẫn còn một số hồ sơ bị từ chối vì chưa thể hiện đủ và đúng khả năng học tập cũng như là tài chính của gia đình. Chính vì điều đó mà bạn đã lỡ mất cơ hội nhận được visa. Và đến với chương trình những điều cần lưu ý khi du học hôm nay thì Tân Đại Dương, công ty tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm sẽ chia sẻ với các bạn những lý do bị từ chối khi nộp hồ sơ du học Canada. Thì đầu tiên thì chị Phương có thể cho các bạn biết là hồ sơ du học Canada của mình thì cần có những bước nào hay không vậy thưa chị? Xin trả lời Bảo Trâm cũng như cho các bạn biết, thì hồ sơ du học Canada bạn cần bổ sung đầy đủ những điều như sau. Thứ nhất là hồ sơ cá nhân, hồ sơ học vấn, người bảo trợ cũng như là những vấn đề về việc chứng minh tài chính. Vậy hồ sơ về học vấn thì thường là những học sinh mắc phải những lỗi nào vậy thưa chị? Thì đối với những học sinh mà không đạt được visa về việc hồ sơ học vấn thì có những trường hợp như sau. Thứ nhất là trình độ học vấn của học sinh không tốt, các điểm số trong 3 năm học gần nhất hầu hết là dưới trung bình hoặc do lịch sử học tập trước đây đã từng nghỉ học ngang tại trường trong nước hoặc một nước khác mà không có lý do chính đáng. Thứ hai là không có kế hoạch học tập rõ ràng, do các bạn không nêu rõ kế hoạch học tập hoặc là chương trình học, ngành học và khóa học chưa thuyết phục, chưa hợp lý, dẫn đến việc người xét hồ sơ nghĩ đến những lý do tiêu cực và nghi ngờ mục đích sang Canada để du học của mình. Bên cạnh đó thì việc chứng minh tài chính cũng khiến nhiều người gặp phải vấn đề. Vậy là nguyên do từ đâu vậy thưa chị Phương? Thì như Bảo Trâm nói, ngoài những vấn đề về học tập thì những học sinh không đạt được visa có thể mắc những vấn đề về tài chính. Đầu tiên là vấn đề về việc không đủ tài chính. Hồ sơ của bạn không đủ chứng minh tài chính để đảm bảo bạn có thể du học Canada theo như yêu cầu của phòng di trú lãnh sự quán Canada tại Việt Nam. Thứ hai là bạn không đủ giấy tờ chứng minh tài chính. Phần lớn các gia đình đều có chuẩn bị trong việc tài chính cho con em du học nhưng thường nộp thiếu giấy tờ để chứng minh điều này hoặc không thể hiện hết các nguồn thu nhập và tài sản của mình.
nên người xét chưa thấy được sự ổn định trong thu nhập và nguồn tài chính không đủ cho việc du học của học sinh. Đối với các gia đình có doanh nghiệp, thường thiếu các hợp đồng, hóa đơn mua bán hoặc sổ tay ghi chép để chứng minh thu nhập thực tế, vì biên lai thuế phần lớn là không phản ánh được thu nhập thực sự của doanh nghiệp. Thứ ba là người thân không đủ tài chính để tài trợ cho học sinh. Đôi khi thu nhập của người thân bên Canada, người mà bảo trợ cho học sinh không đủ điều kiện để tài trợ cho các bạn thì cũng kéo theo hồ sơ bị từ chối vì vấn đề tài chính yếu. Em không biết là nếu vậy thì ngoài những vấn đề về hồ sơ học tập cũng như là hồ sơ tài chính thì học sinh còn thường mắc những lỗi nào vậy thưa chị? Thì ngoài những vấn đề trên còn những lý do như thứ nhất là không chứng minh được khả năng quay về Việt Nam sau khi học. Lỗi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như việc chọn ngành học, khả năng tài chính, tài sản gia đình và không chứng minh được điều gì sẽ khiến mình trở về sau khi hoàn thành khóa học tại Canada. Hay là không khai có người thân ở Canada, những hồ sơ không khai có người thân tại Canada do lo sợ bị ảnh hưởng đến kết quả visa thường bị từ chối vì lý do không trung thực. Lưu ý rằng, việc có người thân ở Canada hay không đều không ảnh hưởng đến kết quả visa của người nộp đơn, nhất thiết phải khai, ngay cả khi họ không phải là người giám hộ hoặc tài trợ về tài chính. Thì ngoài những lý do trên, thì bạn có khai nhưng không khai đủ người thân ở Canada, những hồ sơ không khai tên người thân do đã lâu không liên lạc hoặc vì những lý do khác cũng có thể bị từ chối visa với lý do không trung thực và có thể hồ sơ của bạn không trung thực thật. Những hồ sơ bị phát hiện khai thông tin gian dối, không đúng với thực tế hoặc giấu những thông tin, ví dụ như không khai việc đã từng bị từ chối đi Canada bằng bất kỳ hình thức nào của người nộp đơn hoặc của các thành viên trong gia đình như ba mẹ hoặc anh chị em. Và cuối cùng là bạn không hiểu rõ những yêu cầu, thủ tục khi làm hồ sơ. Điều này cũng là lỗi quan trọng khi nộp hồ sơ. Trước khi nộp hồ sơ hay chuẩn bị hồ sơ, bạn nên tìm hiểu thật kỹ hoặc bạn có thể đến ngay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Hoặc ngoài ra chúng tôi còn có địa chỉ ở quận 5 hoặc Nha Trang. Và các bạn cũng có thể truy cập website www.tddvn.com. Hy vọng những thông tin trên phần nào giải đáp được những thắc mắc của những các bạn về lý do tại sao bạn không được cấp visa du học Canada. Và còn bất kỳ những thắc mắc nào cũng như là thủ tục ra sao thì các bạn có thể gọi ngay đến số 0838484879. Bảo Trâm và Xuân Phương xin chào và hẹn gặp lại các bạn.